Rồi, chị Ni với luật sư báo tin vui cho Hồng Loan, báo cái thông tin cực kỳ vui cho Hồng Loan, cũng như cái phiên tòa sắp diễn ra, cái phiên tòa sắp diễn ra và cái thông tin rất là có lợi cho Hồng Loan, cái thông tin rất là có lợi cho Hồng Loan nghe quý vị. Thì kính chào cô dì chú bác anh chị em, tiếp tục quay trở lại với cái thông tin của em trong bữa chiều tối thứ bảy ngày 28 tây tháng 9. Thì bữa chiều nay chị Ni đã đến nhà của Hồng Loan cùng với luật sư Trọng Ân và luật sư Tiết Ngọc ngồi bàn bạc cũng như trao đổi một số công việc với Hồng Loan và chị Ni. Lúc nào bàn công việc thì cô dì chú bác anh chị em thấy là lúc nào Hồng Loan và chị Ni cũng như luật sư lúc nào cũng ngồi trước cái bàn thờ của chú Năm. Thì đâu đó chắc chắn là chú Năm sẽ dõi theo Hồng Loan và chắc chắn sẽ phù hộ cho Hồng Loan trong cái vụ pháp lý này. Thì bây giờ tụi nó là phía dê con sồi thúi thì tụi nó lên tụi nó nói là Hồng Loan đi giúp cho người ngoài bem gia đình, phải nói là làm cho gia đình tốn tiền hay này cái kia. Điển hình như trong cái vụ mà tốn tiền BH đó, trả lại tiền BH này kia đó. Thì cái đó cũng vì bên kia thôi quý vị, bên kia làm không đúng thì Hồng Loan mới 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 làm gõ trắng đen thôi, chứ còn cái việc bên đó cũng muốn, nói chung bên đó muốn tốn tiền mà bên đó đi kiện Hồng Loan, chứ Hồng Loan đâu có đi kiện quý vị. Hồng Loan là đó, từ đầu tới cuối bên kia toàn là gây hấn với Hồng Loan không, Hồng Loan chỉ có đứng ra đỡ thôi, đứng ra đỡ thôi chứ chưa bao giờ là phản kèo lại bên kia. Nói chung là cái chuyện khơi kiện là bên kia bày đầu ra trước chứ đâu phải phía Hồng Loan. Thì chiều hôm nay em sẽ cho anh chị biết một số cái thông tin này, cái thông tin này rất là có lợi cho Hồng Loan, bảo đảm là có lợi cho Hồng Loan luôn ha, có lợi cho Hồng Loan đó. Thì quý vị thấy rồi, cái vụ BH á, là tòa án là phải nói là sơ thẩm, nhưng mà xử ở ngoài Hà Nội, xử ngoài Hà Nội thì chị Bành Thị Ve vắng mặt. Thì bây giờ cái phải nói là cái kết quả phiên tòa sơ thẩm đó thì đã có rồi. Nhưng mà qua 15 ngày thì cái mới có là hiệu lực pháp luật ha, mới có hiệu lực pháp luật, tức là qua 15 ngày nếu chị Bành Thị Ve và bất cứ những người liên quan không có kháng kháng nghị lên á thì chắc chắn là cái bản án sơ thẩm đó là có hiệu lực ha, tức là phía bên phải nói là bên BH là người ta đã chịu thua rồi, người ta đã trả lại cho Hồng Loan, còn phía chị Bành thì chưa chưa đồng ý. Nghe đâu là phía Cuba Canada có đăng một cái bài là không chịu thua và tiếp tục kháng nghị lên nữa. Thì em nghĩ bên đó chắc chắn là kháng nghị lên nữa. Nếu mà chịu thua đó thì bên đó chẳng khác nào chịu thua luôn cái trận này, cái trận là pháp lý giữa là tranh giành nhà này quý vị. Nếu mà bên đó chịu thua em bảo đảm luôn, ví dụ như thế này nè, cái kết quả phiên tòa trong cái vụ BH đó chắc chắn, em nói chắc chắn là bên đó sẽ tiếp tục sẽ kháng cáo lên, kháng nghị lên nữa chứ không bao giờ để chịu thua ha. Nếu mà bên đó mà chịu thua trả cho Hồng Loan 89 triệu á thì chẳng khác nào chịu thua luôn trong cái vụ mà phải nói là thừa kế này. Thì em nghĩ là như thế này nè, anh chỉ thấy trong cái kết quả cái án sơ thẩm, kết quả của cái án sơ thẩm trong cái vụ mà BH đó thì anh chỉ thấy trong cái biên bản đó là phía bên tòa án người ta đã để gõ trong đó là Hồng Loan là con hợp pháp của chú Năm, con hợp pháp của chú Năm. Thì khi mà trong cái vụ tranh chấp về cái bản quyền đó, bản quyền tác phẩm của chú Năm đó thì chắc chắn phía tòa án người ta cũng phải yêu cầu Hồng Loan cung cấp đầy đủ thông tin, đầy đủ giấy tờ. Thì người ta căn cứ theo cái giấy tờ hợp pháp Hồng Loan là con gái duy nhất của chú Năm, cho nên người ta mới xét xử cho Hồng Loan là chiến thắng trong cái vụ BH. Thì em nghĩ trong cái vụ mà tranh chấp cái quyền thừa kế này nè thì Hồng Loan cũng sẽ chiến thắng giống như cái phiên tòa sơ thẩm vừa rồi mà thôi. Theo như em nghĩ như vậy nha, chứ mình cũng không phải lên đây mình thay mặt cái ông chủ tọa hay là mình cũng có thể thay mặt cơ quan để mình nói Hồng Loan thắng được hay quý vị. Nhưng mà em so với cái vụ BH á, thì chắc chắn là Hồng Loan cũng sẽ cái vụ sơ thẩm thì chắc chắn cũng sẽ cái đáp án nó như vậy thôi. Thì phía bên tòa án trong cái vụ BH thế nào người ta cũng sẽ yêu cầu là Hồng Loan phải nộp đầy đủ cái giấy tờ có liên quan đến ông Hoàng Cải Lương là chú Năm Vũ Linh. Khi mà Hồng Loan nộp lên đầy đủ cái giấy tờ chẳng hạn như là hộ khẩu rồi cái quyền thừa kế ngôi nhà, nói chung nhiều lắm quý vị, đủ đầy đủ giấy tờ hết rồi thì người ta mới cho Hồng Loan được phải nói là quyền tác giả tác phẩm trong cái bài trong cái hình ảnh của chú Năm. Cũng như là phải nói là cái người có quyền quyết định trong cái hình ảnh của chú Năm ha. Cho nên phía bên chị Bành Thị Dê mà nếu mà chịu khua Hồng Loan mà trả cho Hồng Loan 89 triệu đó thì chẳng khác nào sắp tới đây cũng đã tự mình chịu thua luôn trong cái phiên tòa
cái vụ này, cái vụ thừa kế này nè. Cho nên là theo như cái góc độ của em nhìn á, là chắc chắn cái phiên tòa sơ thẩm trong cái vụ thừa kế tranh chấp thừa kế này nè thì cũng sẽ có cái đáp án tương tự như cái vụ BH mà thôi. Thì phía bên kia em nghĩ chắc chắn cũng sẽ kiến nghị lên nữa, cũng như là kháng nghị lên nữa đó quý vị. Thì bên đó không biết là cố tình kháng cáo kháng nghị lên để kéo dài thời gian để chống chế trong cái vụ sao kê, hay là muốn làm cái điều gì đó thì mình không biết. Nhưng mà em thấy là cái sự việc bên đó là khó có thể nào mà thắng được Hồng Loan, rất là khó ha. Trong khi đó là cái thằng quỷ mất dịch Thám Tử Lùng nó nói Hồng Loan dưới phía bên BH bắt tay nhau là chơi dìm là chị Bành Thị Ve, bắt tay nhau chơi dìm dìm hàng chị Bành Thị Ve, cũng như chị Bành Thị Ve không có tiền đi ra Hà Nội. Trời ơi, không có tiền đi Hà Nội mà chuẩn bị đi qua bên nước ngoài đi show hả mày? Mày xạo gì vừa thôi. Đi ra Hà Nội mà nó nói không có tiền đi, bán ngày 700 tô mà không có tiền mày. Nhưng mà đặc biệt ở cái chỗ này nè, cái chỗ này là Thám Tử Lùng nó nói Hồng Loan với BH bắt tay nhau chơi dê. Trời đất ơi, anh chị và các bạn nghĩ đi, khi mà cái phiên tòa người ta đã quyết định Hồng Loan thắng rồi đó, thì không lẽ nếu thằng Thám Tử Lùng nó nói vậy chẳng khác nào cái phiên tòa giữa BH là không đúng theo ý của Thám Tử. Thì phiên tòa người ta đã, cái ông chủ tòa đã tuyên là Hồng Loan thắng trong cái vụ BH rồi, thì cái công ty BH người ta cảm thấy như là người ta phục và người ta đồng ý với cái kết quả phiên tòa. Khi người ta cảm thấy như là mình bây giờ mà đi kháng án kháng cáo lên nữa thì cũng không thể nào thắng được Hồng Loan, cho nên người ta mới đồng ý, người ta trả cho Hồng Loan. Còn người khác người ta cố tình người ta không hiểu, hay người ta cố tình người ta lì thì người ta tiếp tục người ta kháng cáo việc bình thường thôi. Chứ bây giờ ví dụ như cũng như là cái vụ của bà Hằng đó, bà cũng đâu có kháng cáo lên nữa quý vị. Bà cũng đồng ý, bà lãnh mấy 2-3 năm trong cái việc mà lên nói này nói kia đó. Cho nên em nói trong cái vụ của Thám Tử nó lên nó nói Hồng Loan với BH là bắt tay nhau dìm chị Bành Thị Ve gì đó, cái tin tào lao hay quý vị. Khi mà BH người ta cảm thấy là không thể nào mà kháng Hồng Loan được thì người ta không có kháng án lên nữa, kháng án lên tốn tiền, đóng tiền án phí chứ làm gì. Đã là phiên tòa người ta đã có một cái đáp án là Hồng Loan là con hợp pháp, con duy nhất của chú Năm rồi, là coi như bên đó là coi như thua rồi. Em bảo đảm luôn, sắp tới đây nếu ai dám cá Hồng Loan khô bên chị Bành không, nếu như mấy cái sự việc kéo dài thì em không biết nha. Chứ còn cái đáp án sơ thẩm em dám đoán là Hồng Loan sẽ thắng bên kia. Còn nếu ai mà nói Hồng Loan khô thì vô có thể là chơi cá độ với em, cá độ vui vui ở trên mạng thôi, cũng như cá độ vui vui chơi xóa kênh quỷ kênh gì em cũng chơi luôn. Cái kênh em cũng trăm mấy chục ngàn người đăng ký rồi. Thám Tử dám chơi không? Ví dụ Thám Tử hay là dây đứt dây luân quần gì đó chơi, em chơi luôn. Chơi là chơi xóa kênh luôn. Nếu mà Hồng Loan khô em xóa kênh, còn nếu Hồng Loan mà thắng, Hồng Loan khô em xóa kênh, đúng rồi, Hồng Loan mà thắng thì bên đó xóa kênh. Bên đó dám chơi không? Cái án sơ thẩm nha, cái phiên tòa sơ thẩm thì em nói chắc chắn Hồng Loan sẽ thắng. Còn cái chuyện mà bên đó còn có kháng cáo lên nữa thì em không biết tiếp theo thì mình không biết trước nha. Nhưng mà em so với cái án sơ thẩm của cái vụ BH á, là em nghĩ đến cái việc mà cái án sơ thẩm trong cái vụ tranh chấp này thì nó cũng sẽ có cái kết quả tương tự như là cái án sơ thẩm của cái vụ BH mà thôi. Cho nên em biết là cái thông tin này rất là vui, cũng như cái có rất là nhiều lợi thế cho Hồng Loan ha. Trước mắt là thấy cái vụ BH phía bên phiên tòa người ta đã tuyên như vậy rồi đó, thì rất là có nhiều cái thông tin có lợi cho Hồng Loan. Và cái thông tin tiếp theo là em nói có cái thông tin cái ngày xét xử, thông tin là liên quan đến cái vụ ra tòa xét xử đó, thì em nghe đâu là trong tháng 10 ha, em nghe cái thông tin khắp nhà, em nghe cái thông tin bên lề thôi nghe quý vị, nghe đâu tháng 10 này nè, thì anh chị và các bạn chờ cái ngày chính thức ha, em nghe phong phanh thôi nghe quý vị, chứ chưa chắc chắn cái ngày nào ha, nhưng mà em nghe phong phanh là tháng 10 này nha. Thì thôi, cũng xin cảm ơn cô dì chú bác anh chị em đã theo dõi cái thông tin của em, cũng như ủng hộ Hồng Loan, ủng hộ chị Ni. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.